Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ nha.
Này mình đang ra đường Phạm Văn Đồng nha, hướng ra cầu Gò Dưa nè. Sáng người ta tập thể dục rất là đông. Bên nhà không thì mình không có biết, ra ngoài đường rất đông quầy, quá chi người luôn. Hôm nay không chạy xe, không chạy ghê trời. Xe hai bánh mà chạy phải 90%, bô la sùm. Nói chung mình cũng qua cái thời trẻ trâu rồi nên mình cũng không có trách ta được. Hồi xưa mình cũng vậy. Mà sáng sớm dậy thấy ngoài đường này náo nhiệt ghê, đông vui ghê. Xe đạp xe quá trời luôn. Ngày hướng mình đi sắp sửa tới cầu Gò Dưa nè, đường là Phạm Văn Đồng nè. Viêm phế quản mà quá nhậu. Đèn xanh đèn đỏ, cua phải mà vô đường trong thì được dạy. Cú luôn. Chạy tới cầu Gò Dưa mình đứng nghỉ mệt nha, đỡ mỏi chân nha. Chờ luôn cái hội luôn rồi, cái hội đây xe đạp luôn và mười mấy 20 người, còn xe chạy xe VinFast này, xe em ru Dưa. Đó, đội đó, dữ không? Đang tới đây thằng người bạn chứ. Nước sông lên cao luôn.
cầu ở dưới, sông dưới. Quá phê. Quá trời người tập dục luôn nha. Đó, người ta tập thể dục quá trời. Xe đạp không? Hello mọi người nha, chào mọi người buổi sáng thật vui vẻ nha, tràn đầy năng lượng. Chào mọi người nha, chào mọi người buổi sáng nha. Cầu Gò Dưa nè, sông nước này sáng nước cao.
làm ly trà nóng. Đây mình đi tiếp nha, đi lên lên cầu Bình Triệu nha. Đây liều đạp cầu Bình Triệu luôn. Xe này xịn quá, xe này chắc phải mười mấy triệu, chứ đó phải mười mấy triệu. Xe có đồng hồ điện tử luôn. Xe mình có 200 ngàn.
Hello mọi người nha, chào mọi người buổi sáng nha. Xe đây mình lên quay cái đường Phạm Văn Đồng nha. Cái này đường đi bộ qua đường nè. Cầu đi bộ qua nè. Quá đẹp. Hướng này từ cầu vượt Linh Xuân, cầu Linh Xuân về. Hướng này là lên cầu Bình Triệu. Hello mọi người nha, chào mọi người buổi sáng nha.
ăn lên cầu luôn, cầu Bình Lợi luôn, cầu Bình Lợi Sài Gòn đấy luôn. Quá lên tới cầu.
Thì bên kia là Landmark 81 tầng. Đó, Landmark đó. Giờ hết đèn nè. Tối có đèn, giờ hết đèn. Landmark 81 tầng. Bây giờ mình muốn về lại, đi xuống trên cầu vòng bên kia bên phải về được. Mình không phải lên trên công viên Gia Định. Giờ đi xuống vòng phía trên cầu về qua bên kia trên cầu về. Con này cầu Bình Lợi nha, cầu đỏ Bình Lợi. Chào mọi người đang có like của mình nha. Có con chim này to quá, nó bay kìa, như con gà vậy. Cầu đỏ Bình Lợi. Sài Gòn buổi sáng hôm nay như mùng 5 sao, mùng 5 Tết. Hello mọi người nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, phát tài nha, sức khỏe lúc nào cũng đầy bình hết. Hello mọi người, buổi sáng nha, cầu Bình Lợi, Sài Gòn. Ngoài kia là Bình Minh mà lên nè, cái này đó mà đang ở Vũng Tàu đẹp lắm. Bình Minh đang lên đó. Cầu đỏ thấy không? Năm giờ 48 phút buổi sáng Sài Gòn. Đó, Bình Minh lên đang đỏ hâu một cái vùng trời.
không quay đầu bên kia đường này là ôm phải ở trên cầu này, không phải lên ngã tư. Và mình đi xuống trên cầu này luôn, không có lên ngã tư nữa. Đây có công viên này, sáng tập dục hết trời. Đi thẳng vô bên công viên đây luôn, coi 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 bên đây có cái chỗ phục cá không. Đó, đây có cái đường thẳng này. Chỗ cầu cá hồi sáng, cầu cá xe đạp thì bê ra được, xe máy đâu có vô xe đạp ra được. Để chỗ có chỗ chơi, con nít là ngon, con nít thì chơi được. Đây cái này và xong đây, xong đây. Đi ra đây câu cá được đó. Nước lớn rồi. Con người thả nha. Nước lớn ra đây câu ngon. Nước lớn bà luôn. Cô cá ngon, cô đỏ chết nè, cô lợi chết nè. Câu đây khỏi sẽ mưa luôn. Tìm câu này lý tưởng nha các bạn, Sài Gòn này xuống đây nha. Bây giờ cứ đi chùi 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 ra đến hai cục chùi. Đây có cái chỗ con nít cho nít chơi nè. Ai có con thì dẫn ra đây chơi, có xích đu đã cát đây nè. Cầu Bình Lợi, chân cầu Bình Lợi nha. Thôi, mình trên cầu Bình Lợi, chỗ này mà câu cá cũng được, mà ngồi chơi cũng được nha. Ai ở gần đây ra đây chơi rất là vui. Có con á, ra đây chơi con mình chơi, mình ra mình đi tập thể dục. Thôi mình quay lại được Sơn Trồng về.
Cái này hình như đi xe, xe đạp cho được, mà xe máy như là như phải gửi xe sao? Đúng rồi, xe máy phải gửi ở bên kia này. Xe máy phải gửi. Chạy vô đây đường này chắc được, đúng rồi, chạy vô đường này được luôn, chạy vô đường này được luôn, phải gửi luôn, câu cá chạy vô đường này được nha. Đây có cái xăng nè, đường này cấm xe luôn nè, một chiều nè, có cây xăng bình lợi nè, đường Phạm Văn Đồng, nơi Trăng Long. Đường này là một chiều hay sao? À, dạ. Cầu Bình Lợi. Wow. Hello mọi người nha. Cầu Bình Lợi buổi sáng nha. Ở bên đó là landmark 81 tầng đó. Nên cầu Sài Gòn nữa kìa. Thank you.
kia là quán sake, sake chỗ cầu Bình Lợi, bãi thuyền như cano vậy đó. Đẹp quá, sáng cầu đẹp ghê. Nước này nước lớn đấy chứ. Đẹp ghê. Cano quá trời, cano về không ai chạy, rác không. Nhà giàu nó mua xong tôi để đó. Mục hết rồi, mục hết cano rồi. Cano máy của nó giống mắc như xe hơi vậy. Có rẻ đâu. Thôi, lên được, tiếp tục. Đường Phạm Văn Đồng nha các bạn. Hướng này về cầu Gò Dưa nha.
Bóp phê. Đường này băng qua bên chắc cầu phải nhau được. Trả chị ta. Ôi đâu, sao kêu kẹt kẹt. Vẫn te luôn, sáng 6 giờ đường vẫn te luôn. Cái chỗ vừa xong thì không cá được rồi. Húp cà phê, à húp cà phê.
đúng rồi, trong bờ sông luôn, chúng phá luôn. Đúng rồi, đây đã phá. Ngon luôn á, sông này cá ngon luôn. Công viên nè, đường số 1 có cây xanh và hoa thư giãn. Búp cà phê, địa chỉ đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Phúc, đường số 12 khu phố 1 khu phố 7, đường số 1 khu phố 7 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Câu cá đó anh em cần thủ, tới Hiệp Bình rồi. Rồi dưới đồ bị nhau. Nhà Hiệp Bình nha. Hiệp Bình đi thẳng ra tới cái ngã ba chỗ cầu lớn rồi về thôi. Sáng nó bụng chết luôn, chạy lẹ về. Sáng nó bụng chết luôn, chạy lẹ về. Ba hồ vệ chiên trứng là nhất. Đường này đường Tâm Bình nha. Đường Hiệp Bình, giờ mình vô đường Tâm Bình. Đi xe đạp này trải nghiệm nó thích hơn là xe máy.
sông sáng đó. Sáng sông lên dâng cao ghê, ở trên bờ đó. Sông lên lớn này. Không thấy cao. Tết này hạ học sinh. Thank you.
chào các bạn nha, kết thúc video nha.